tàu hai thân Everest. Hiện giờ chiếc tàu hai thân Everest đang lui lại nha, chuẩn bị quay đầu rời bến đi Phú Quốc các bạn ơi. Đây là một chiếc tàu đi tốc độ rất cao và đi rất là êm. Đây là tàu hai thân nha. Chiếc này bề ngang 9,6 mét luôn. Dài 32. Tóc luôn rồi nè, nhõng cái đầu lên thấy ghê không. Quá trời, quá khủng khiếp luôn.
là chiếc Super Đông 7 đang rời cảng các bạn, chuẩn bị đi Phú Quốc. Chiếc Super Đông bề ngang 6,2m nha, bề dài là 46m. Đây là cái đoạn chạy rau đai ra thôi, vừa ra khỏi bến thì nó sẽ tăng tốc rất là nhanh các bạn, vừa ra tới biển nha. Sáng nay nước lớn rất là nhiều. Quá đẹp. Hiện giờ tàu sẽ tăng tốc nha. Lên pha đèn hết trơn. Đây là Super Đông 1, chiếc tàu đi Nam Du, Hòn Sơn. Đầu sát bờ quá.
Bên này là bến cảng đang xây mới các bạn. Tương lai nó sẽ thay thế cho cái bến cảng cũ nha. Và rộng hơn rất là nhiều. Đây là cái bến cảng cũ nè. Ghe tàu đậu rất là chật chội các bạn. Ở đây mình có thể thấy chiếc Chavin Thạnh Thới và chiếc Everest. Đây là Ngọc Thành. Rất là đông. Và bình xếp nữa.